đi sang cái phần là bảng mã ASCII. ASCII là viết tắt của một cái từ American Standard Code for Information Interchange. Có nghĩa là một cái mã chuẩn. Standard Code là một cái bảng mã chuẩn của Mỹ dùng để mà trao đổi các cái thông tin, Information Interchange. Nó viết tắt của chữ A này, S, C, I, I. Và hai chữ I, Information Interchange, gọi là bảng mã ASCII. Mình hay đọc tiếng Việt như vậy. Thì bảng mã này nó gồm 8 bit. Đây, 8 bit đó, chúng ta 8 bit, tức là 8 cái viên bi á. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy. Thì 8 bit này nó còn gọi là 1 byte, chứ không phải là 8 byte nhé, 1 byte. Và 1 byte 8 bit thì nó có tổng cộng là 256 trạng thái. Và cái bảng mã này nó chia ra hai loại, hai phần. Một phần là gọi là phần chuẩn. Phần chuẩn thì nó bao gồm là 128 trạng thái, bắt đầu từ trạng thái 0 cho đến 127. Phần mở rộng thì cái phần còn lại ấy, tức là từ trạng thái 128 xong 127 là 128 này, chỉ đến cuối là 255. Chúng ta có 256 trạng thái, bắt đầu từ 0 ấy, thì nó sẽ kết thúc ở 255. Thì từ 0 đến 127 là gọi là chuẩn, hay là bảng mã ASCII chuẩn. Còn từ 128 đến 255 á, thì gọi là bảng mã ASCII mở rộng. Thì mỗi một cái trạng thái này này thì nó sẽ ứng với một cái bộ số các cái bit này, bộ 8 bit này. Và cả cái trạng thái chuẩn á thì nó bắt đầu từ 0 đến 127 thôi. Cho nên nó chỉ cần 7 bit đầu tiên này là được, còn bit cuối cùng á lúc nào nó cũng bằng 0. Bằng 0. Còn những bit ở giữa 7 bit đầu tiên á thì nó có sự thay đổi mặt giá trị. Vì vậy á, cái bảng mã ASCII chuẩn này nó còn có một cái tên gọi là bảng mã ASCII 7 bit. Còn sau đến sang cái bit thứ 8 thì đi á, thì nó thuộc cái phần mở rộng. Thì trong cái bảng mã chuẩn này, tức là 128 trạng thái đầu tiên này này, thì chúng ta chia ra hai phần. Một phần đầu là gồm 33 trạng thái để mình biểu thị cả cái chức năng. Và cái phần còn lại là 95 trạng thái thì để biểu thị cả cái ký tự mà in được. Ký tự in được nhé. Ví dụ chữ A, chữ B, chữ C gì đấy. Những cái mà ta in ra được. Thì đây là cái đấy, một cái ví dụ. Ký tự, cái tổ hợp 8 bit đầu tiên nhé, mà tất cả đều là không hết, tức là cả cái viên bi gửi sang 8 viên bi đều màu xanh hết. Đấy. Thì nó biểu thị cho cái là ký tự null và nó viết tắt là null. Còn nếu như mà cái viên đầu tiên là màu đỏ, còn những viên còn lại màu xanh. Đấy, 0001. Trước ta nói là viên bi màu đỏ thì ta mã hóa thành 1, mà màu xanh thì thành 0. Đấy. Thì nó viết tắt là SOH và nó có một cái ý nghĩa là start of header, tức là bắt đầu một đoạn văn bản. Đấy. Một cái tiêu đề văn bản header. Còn lệ nhân viên thứ hai màu đỏ, còn cả cái viên còn lại thì màu xanh. Đấy. Là 0000010. Đấy. Thì nó là biểu thị cho cái trạng thái là bắt đầu một cái đoạn văn bản start of text. Đấy. Và viết tắt là STX. Đấy, viết tắt. Còn lại hai viên đầu là màu đỏ, còn các viên sau là màu xanh hết. Đấy, thì nó là 0000011. Thì nó là biểu thị cho cái hành động là kết thúc của một cái đoạn văn bản. Viết tắt là ETX. Đấy, dạy nghĩa là end of the text.
Chẳng hạn như đây là có cái phím backspace này. Đấy. Khi ta ấn cái phím backspace này nó có nghĩa là nó tương ứng với cái gửi cái tổ hợp cả cái viên bi là xanh 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 đỏ xanh 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 hay là không 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 một không 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 đấy. Hoặc là những cái chức năng là xuống dòng đấy. Đấy. Cái này là thuộc cái cả cái trạng thái chức năng, trong ba ba trạng thái chức năng. Ví dụ chức năng xuống dòng này thì ta sẽ gửi là không 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 một không một không đấy. Nếu gửi như vậy thì nó sẽ là thể hiện cái chức năng xuống dòng. Còn đối với các ký tự in được thì ta thấy có những ký tự kiểu như này, một cái khoảng trống ta cũng in được đúng không? Cái khoảng trống ta sẽ gửi một cái tổ hợp là 8 bit gồm 0010 0000. Còn ví dụ như một cái dấu dấu và đi. Và thì nó là 0010 0110. Đấy. Hoặc là một cái dấu cộng đi. Dấu cộng thì nó là đấy, ký tự cộng á. Thì cái 8 bit mà ta gửi á đó, là 0010 này. 1011 đấy. Đây những ký tự in được, ta sẽ tổ hợp tạm cả cái tổ hợp này, tổ hợp của 8 cái bit này. Thì mỗi một cái tổ hợp này nó sẽ biểu thị một cái ký tự nào đó. Hoặc một cái chức năng nào đó. Còn cả cái số từ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, cả cái chữ số của chúng ta thì làm sao ta biểu thị được, nó chính là cả cái trạng thái. Là ví dụ số 0 ấy thì nó chính là một cái tổ hợp 0011 này, 0000. Đấy. Hoặc là 0011 này, 0001 để cho cái số 1 này. Đấy. Ví dụ số 9 chẳng hạn thì nó là 0011 1001. Có nghĩa là ta muốn gửi cái số 9 đi á, cái ký tự 9 này này thì ta phải gửi tạm con số này. Tạm số này. Chắc là gửi số 1 này, sau đó số 0 này, số 0 này, số 1 này, 1 này, 1 này, 0 này, 0 này. Tương tự như cả cái dấu lớn hơn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn này. Đấy. Thì nó cũng đều có một cái tổ hợp cả cái trạng thái. Nó có 256 tổ hợp, 256 trạng thái này. Đấy. Đây chính là cả cái ký tự in được đối với cả cái số. Còn đối với cả cái chữ cái A, B, C, D á, mà viết hoa nhé, viết hoa. Đấy. Thì nó tương ứng các tổ hợp với chữ chữ A nhé. Chữ A thì tổ hợp nó là 0100 0001. B thì nó là 0100 0010. Đấy, tương tự như vậy. Giờ đến chữ N. N là rồi sang đến các cái ký tự A, B, C, D mà viết thường. Thường nhé, chứ không phải viết hoa nữa. Cái thường thì nó lại khác, cái bộ trạng thái nó lại khác với viết hoa. Đấy. Thường thì lấy chữ A nhé, là 0110 0001. Đấy. Còn ví dụ chữ E đi, là 0110 0101. Hoặc là chữ M nhé, là 0110 1101. Đấy. Tức là lại viên bi đó sẽ là bi xanh này. Nếu tính đến bên này sang đầu tiên là gửi bi đỏ này, bi xanh này, bi đỏ này, bi xanh, bi đỏ. Rồi tiếp theo là bi đỏ đến bi xanh. Đấy. Đây là hết cái phần chuẩn sang cái phần mở rộng. Thì mở rộng nó chính là bắt đầu từ 128 đến 255. Thì nó sẽ dùng đến cả cái bit thứ cuối cùng, bit thứ 8. Cho nên ta thấy bit thứ 8 nó bao giờ cũng bằng 1 này. Đấy. Trong khi cái chuẩn á, cái bộ chuẩn á, thì nó là chỉ gì? Cái ký tự cuối cùng cái thứ 8 này này. Bit thứ 8 này lúc nào nó cũng bằng 0 này. Đấy. Còn đối với phần mở rộng thì cái phần bit thứ 8 lúc nào bằng 1.
Thì đây là những cái ký tự nó hơi đặc biệt đúng không? Đặc biệt. Thì những cái phần mở rộng này á, nó dùng để biểu thị các cái trạng thái ở phần mở rộng thì biểu thị các cái ký tự đặc biệt. Đặc biệt. Và chúng ta cũng ít khi mà đã sử dụng những ký tự này. Và một ký tự đặc biệt này thì tương bao giờ nó cũng sẽ có một cái tổ hợp các cái trạng thái, một cái trạng thái nào đó ở trong 256 trạng thái. Ví dụ ký tự này này. Đấy. Thì nó là 11000011. Đấy. Thì thông thường á, những cái từ đặc biệt này á, người ta ít sử dụng, chúng ta chỉ quan tâm đến các cái ký tự ở cái bảng mã ASCII chuẩn. Tức là gồm 33 cái trạng thái biểu thị cái chức năng và 95 cái trạng thái biểu thị cái các cái ký tự in được.